ngon lắm. Ok. Đó là kẹo của mẹ. Mẹ cho con kẹo đây. Mẹ sẽ cho con một viên kẹo nếu con giúp mẹ. Dạ được thưa mẹ. Giỏi lắm. Mẹ ơi, làm xong rồi. Chọn màu sắc của con. Hồng. Được rồi, hồng. Cảm ơn. Kem dâu tây. Kem Việt Quốc. Mẹ sẽ cho con một ít kem nếu con giúp mẹ. Dạ được mẹ ơi. Hãy làm thôi. Ok. Mẹ ơi, con làm xong rồi. Cảm ơn. Cái này dành cho con. Cảm ơn. Nhâm 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 nhâm. Ngon lắm. Nước ép. Quả táo. Con muốn nước trái cây. Cả các loại nước trái cây là của mẹ. Mẹ sẽ cho con nước trái cây nếu con giúp mẹ. Dạ được mẹ ơi. Mình thích kẹo. Hả? Nó không hoạt động. Mẹ cần nhiều hơn nữa. Xin chào. Xin chào Chris, mẹ cần con giúp. Dạ được. Cảm ơn con. Hãy chơi cùng nhau. Hãy chơi bóng đá. Ta-da. Ta-da. Đạp tay, Chris. Cảm ơn con đã giúp mẹ. Vui ghê. Chris, con có thể giúp mẹ không? Dạ. Chuối. Ok. Đạp tay. Chris.
Riz, con có thể giúp mẹ với Alice không? Con cần cho bé ăn, đọc sách, mua quần áo mới, chơi đồ chơi, đi dạo và đi ngủ. Ồ, được rồi Mew. Alice, nhìn kìa, con chó. Hươu cao cổ, một con voi. Con gấu trúc, một con hổ. Chọn một cuốn sách. Con thấy một con vịt, gấu, xe lửa, quả bóng, chó, xe hơi. Đọc sách, ok. Chơi một nhạc cụ. Ôi, các con tôi. Làm ơn ngồi xuống. La 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 la. Con có thích cầu tuột không? Con có thích nó không? Dạ thích. Đã đến giờ ăn trưa. Làm ơn ngồi xuống. Okay. 1, 2, 3, 4. Ngon lắm. Nó có ngon không? Thức ăn, được rồi. Đã đến giờ đi ngủ rồi. Xong rồi. Con đúng là một người anh tốt. Tạm biệt. Tạm biệt.